Mỹ triển khai siêu tàu khu trục 9 tỷ đô la Mỹ đến châu Á, tàu khu trục USS Dunvant được Mỹ điều động đến châu Á Thái Bình Dương để thử nghiệm vận hành, nhưng chưa làm nhiệm vụ thực tế. USS Dunvant đang hiện diện trong khu vực đặc trách của hạm đội 7. Tích hợp Dunvant vào hoạt động của hạm đội là bước đi quan trọng với lớp tàu này. Lớp Dunvant sở hữu hàng loạt vũ khí và công nghệ tối tân, đủ sức đối đầu với các lực lượng trên không, dưới lòng biển, trên mặt biển và mặt đất. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Mark Langford cho biết hôm 22 tháng 9, tàu Dunvant được biên chế cho hải đội khu trục hạm thuộc nhóm tác chiến số 71, đơn vị tàu khu trục tiền phương lớn nhất của Mỹ và cũng là lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của hạm đội 7. Hải quân Mỹ hôm 19 tháng 9 thông báo tàu khu trục USS Dunvant đã lần đầu cập cảng Guam và chiến hạm này sẽ tiếp tục hoạt động nhằm ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là chuyến triển khai xa nhất của USS Dunvant kể từ khi được biên chế cho Hải quân Mỹ. Chúng tôi không gọi đợt triển khai đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện nay của USS Dunvant là chuyến làm nhiệm vụ. Con tàu và thủy thủ đoàn đang tiến hành những hoạt động bình thường, nhưng đợt triển khai nằm trong quy trình tích hợp chiến hạm đời mới vào môi trường tác chiến, cũng như đánh giá khả năng phối hợp giữa nó với các tàu trong hạm đội. Chúng tôi cũng đang đánh giá khả năng bảo dưỡng và duy trì vận hành cho lớp Dunvant, phát ngôn viên Hải quân Mỹ nói thêm. Lớp Dunvant được coi là một trong những dự án quân sự tốn kém nhất lịch sử Mỹ, nhưng lại gây thất vọng với hàng loạt lỗi thiết kế, đội giá và chậm tiến độ. Quốc hội Mỹ đã cắt giảm số lượng đặt mua từ 32 chiếc xuống chỉ còn 3 tàu, trong đó USS Dunvant và USS Michael Monsieur đã đưa vào biên chế. Trong khi USS Lyndon B. Johnson đang thử nghiệm sau khi hạ thủy, Hải quân Mỹ ban đầu định sử dụng lớp Dunvant để tấn công các mục tiêu ven biển bằng hệ thống pháo tiên tiến AGS cỡ 155mm. Đây là loại pháo lớn nhất được Mỹ chế tạo và trang bị cho chiến hạm từ sau Thế chiến thứ 2, có thể bắn 10 phát đạn mỗi phút nhằm vào mục tiêu cách vị trí khai hỏa hơn 150km. Tuy nhiên, mỗi đạn pháo dẫn đường tầm xa LALAP cho hệ thống AGS có trị giá gần 1 triệu USD. Khiến Hải quân Mỹ phải từ bỏ kế hoạch mua đạn và loay hoay tìm cách thay đổi cấu hình vũ khí cho lớp Dunvant. Hải quân Mỹ cuối năm 2021 thông báo sẽ hoán cải tàu khu trục lớp Dunvant để trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm trung IRCPS vào năm 2024. Bệ phóng tên lửa sẽ được lắp vào vị trí hệ thống AGS. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ hồi tháng 9 năm 2020 cho biết mỗi tàu lớp Dunvant có giá hơn 9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển, so với mức giá dự kiến 1,3 tỷ đô la Mỹ trước hồi năm 1998. Cơ quan này đánh giá lớp Dunvant chỉ có thể đạt khả năng làm nhiệm vụ đầy đủ sớm nhất là sau năm 2025.